Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay nhé. Tài tử Tiêu Ân Tuấn triển chiêu điện trai bằng nhất màn ảnh, hai lần hôn nhân đổ vỡ. Chia sẻ trên truyền thông vào ngày 11 tháng 4, Lâm Thiên Ngọc thừa nhận cuộc hôn nhân giữa mình và tài tử Tiêu Ân Tuấn rơi vào bế tắc. Theo đó, hai vợ chồng đang trong mối quan hệ ly thân. Suốt 2 năm qua họ không gặp mặt, cũng chưa từng liên lạc với đối phương. Tôi không rõ đã bao lâu chúng tôi không còn liên hệ. Quả thật giờ đây cũng không biết sẽ giải quyết như thế nào, cô nói. Dù hôn nhân rạn nứt, nữ diễn viên khẳng định không có người thứ ba xen vào. Lâm Thiên Ngọc cho rằng nguyên nhân thực sự là do mâu thuẫn tính cách của mỗi người. Về phía Tiêu Ân Tuấn, nam diễn viên cũng từ chối chia sẻ thông tin liên quan đến cuộc hôn nhân. Giữa những nam diễn viên từng hóa thân thành triển chiêu, Tiêu Ân Tuấn được đánh giá là một trong những gương mặt điển trai nhất. Dù không thành công vang dội như Hà Gia Kính, nhưng truyện đại hiệp của Tiêu Ân Tuấn vẫn lưu dấu ấn trong lòng khán giả. Bởi ngoại hình khôi ngô tuấn tú, sang chút lãng tử hào hoa. Vào những năm đầu thập niên 2000, Tiêu Ân Tuấn từng là ngôi sao hàng đầu trên màn ảnh nhỏ. Anh góp mặt trong rất nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Tiểu Lý Phi Đao, Bảo Liên Đăng, Bích Huyết Kiếm, Trộm Long Đáo Phụng, Võ Đan, Chiến Điện Thoại Thần Kỳ và được mệnh danh là đệ nhất Mỹ Nam, khiến cho hàng vạn thiếu nữ si mê. Tuy vậy, con đường đến với nghệ thuật của tài tử họ Tiêu không hề bằng phẳng trong những năm tháng đầu lập nghiệp. Anh gia nhập làng giải trí vào năm 18 tuổi, sau khi tham gia lớp rèn luyện diễn xuất 12 ở Đài Bắc. Với thành tích tốt nghiệp đứng thứ hai, Tiêu Ân Tuấn háo hức đến gõ cửa từng hãng phim. Đáng tiếc là lần nào anh cũng phải dừng chân ở vòng sơ tuyển vì bị chê thiếu kinh nghiệm. Sau một thời gian dài bế tắc, nam diễn viên quyết định lên đường nhập ngũ với hy vọng khi trở về sự nghiệp sẽ khởi sắc. Đúng như Tiêu Ân Tuấn dự đoán, cuộc sống nơi quân ngũ đã giúp cho anh trưởng thành và đỉnh đạt hơn, đồng thời có nhiều cải thiện về ngoại hình lẫn phong cách. Nhờ đó, Tiêu Ân Tuấn lọt vào mắt xanh của công ty giải trí Đại La và mời tham gia hàng loạt tác phẩm như Mẹ Đa Vô Tình, Trở Về Trời Đã Xanh, Hoa Nở Hoa Tàn. Xong phải tới tận năm 27 tuổi, Tiêu Ân Tuấn mới đón mùa xuân đầu tiên trong sự nghiệp nhờ vai diễn triển chiêu trong Bao Công Suốt Tuần, đóng cùng Bao Thanh Thiên, Kim Si Quần và Cam Tôn Sách, Phạm Hồng Hiên. Thành công của bộ phim đưa tên tuổi của Tiêu Ân Tuấn lên tầm cao mới. Cùng năm, anh được giao vai Lý Tầm Hoan trong bộ phim truyền hình đình đám Tiểu Lý Phi Đao. Hình tượng Lý Tầm Hoan của anh từ đó trở thành nhân vật kinh điển trên màn ảnh. Ở tuổi 38, con đường nghệ thuật của Tiêu Ân Tuấn càng thêm sáng lạng khi anh vào vai Nhị Lan Thần trong Bảo Liên Đăng. Tác phẩm này lập kỷ lục về lượng người xem và giành được giải thưởng phim truyền hình châu Á hay nhất lần thứ 11. Nhị Lan Thần cũng được coi là vai diễn đỉnh cao nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Tiêu Ân Tuấn. Dù đây là nhân vật phản diện trong bộ phim, nhưng lại nhận được đón nhận và khen ngợi từ khán giả. Tuy nhiên, kể từ sau Bảo Liên Đăng, sự nghiệp của Tiêu Ân Tuấn có dấu hiệu chững lại. Vì đã có tuổi nên tài tử họ Tiêu không thể cạnh tranh với những ngôi sao thần tượng mọc lên như nấm mỗi ngày. Thời kỳ đỉnh cao của anh chỉ duy trì trong một thời gian ngắn rồi vụt tắt, không còn tham gia đóng nhiều phim. Cái tên Tiêu Ân Tuấn dần bị rơi vào quên lãng. Hai lần hôn nhân đổ vỡ, suýt tự tử vì ly hôn. Cũng giống như sự nghiệp, đường tình duyên của Tiêu Ân Tuấn rất lần đần. Anh từng trải qua hai lần kết hôn, song lần nào cũng không có được cái kết viên mãn. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Tiêu Ân Tuấn là với một chuyên viên hóa trang có tên là Hoàng Yển Lâm. Khi ấy, nam diễn viên vừa tròn 27 tuổi. Sau khi kết hôn, cặp đôi có với nhau hai cô con gái. Tiêu Ân Tuấn luôn tự hào về gia đình của mình. Đi đâu anh cũng khoe với mọi người về hai cô con gái xinh đẹp và người vợ ngoan hiền. Tuy nhiên, đến năm 2005, Tiêu Ân Tuấn và Hoàng Yển Lâm bất ngờ tuyên bố ly hôn sau 11 năm chung sống. Chia sẻ với truyền thông, nam diễn viên cho hay vì anh quá bận rộn với công việc nên không có nhiều thời gian bên cạnh vợ con, khiến cho cuộc sống gia đình rạn nứt. Song nhiều tin đồn cho rằng Tiêu Ân Tuấn bị vợ cấm sừng nên mới chia tay. Thời điểm đó, ngôi sao Tiểu Lý Phi Đao phải chi ra khoản tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng mới giành được quyền nuôi con. Cú sốc ly hôn khiến cho Tiêu Ân Tuấn suy sụp, gục ngã. Anh không màng đến công việc, ngày đêm chìm đắm trong men rượu. Thậm chí nam diễn viên từng nghĩ đến chuyện tự tử để chấm dứt mọi khổ đau, nhưng vì thương con nên anh không đành lòng. Vì công việc phải thường xuyên di chuyển nên Tiêu Ân Tuấn gửi hai con cho em trai chăm sóc. Năm 2009, em trai anh trong lúc dạy cháu học bài không kiềm chế được cơn tức giận đã la mắng dữ dội. Dựa vào chuyện này, Hoàng Yển Lâm giành lại quyền nuôi con. Từ đó, tình cảm giữa Tiêu Ân Tuấn và hai con trở nên rạn nứt. Trong vòng 10 năm sau khi ly hôn, anh không được thăm con quá 5 lần.
Phải đến khi đã khôn lớn trưởng thành, hai cô con gái mới hiểu được tâm tư của Tiêu Ân Tuấn. Trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, Tiêu Ân Tuấn gặp lại Lâm Thiên Ngọc. Hai người quen biết nhau khi cùng đóng phim Bao Công Suốt Tuần, sau đó tiếp tục hợp tác trong Vương Nhân và Thục Nữ. Những chia sẻ và thấu hiểu của Lâm Thiên Ngọc đã khiến cho Tiêu Ân Tuấn rung động rồi đem lòng yêu thương cô. Đến năm 2014, anh quyết định cầu hôn mỹ nhân họ Lâm. Trong ngày vui của mình, cặp đôi nhận được sự chúc phúc của rất nhiều người hâm mộ và hàng trăm sao hàng A của làng giải trí Hoa ngữ. Những từ đây, Tiêu Ân Tuấn đã tìm được bến đỗ bình yên của cuộc đời. Đâu ngờ chỉ hơn một năm sau khi cưới, hai người bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Một số nguồn tin tiết lộ, dù kết hôn nhưng cả Tiêu Ân Tuấn và Lâm Thiên Ngọc đều không chịu dành bớt lượng công việc của mình vì thường xuyên xa mặt cách lòng, nên tình cảm giữa họ dần trở nên nguội lạnh. Đến năm 2018, sau một thời gian dài chiến tranh lạnh, cặp đôi quyết định ly thân. Từ đó đến nay đã 2 năm trôi qua, nhưng cả hai chưa một lần gặp nhau, cũng không hề liên lạc với đối phương. Chia sẻ trên truyền thông ngày 11 tháng 4, Lâm Thiên Ngọc thừa nhận cuộc hôn nhân giữa mình và Tiêu Ân Tuấn rơi vào bế tắc. Cô tâm sự, tôi không rõ đã bao lâu chúng tôi không có liên lạc. Quả thật giờ đây, cũng không biết sẽ giải quyết như thế nào. Dù hôn nhân rạn nứt, nhưng nữ diễn viên khẳng định không có người thứ ba xen vào. Lâm Thiên Ngọc cho rằng nguyên nhân thật sự là do sự mâu thuẫn tính cách giữa họ. Về phía Tiêu Ân Tuấn, anh cũng từ chối chia sẻ thông tin liên quan đến hôn nhân. Được biết tài tử họ Tiêu hiện đang ở cùng mẹ, anh cũng đã ngừng theo dõi Weibo của Lâm Thiên Ngọc, đồng thời hủy kết bạn với vợ trên Facebook.